Mình ơi, mình tỉnh lại đi mình. Tôi sợ lắm rồi. Tôi hứa với mình, từ nay tôi không dám làm điều gì thất đức nữa. Mình tỉnh lại đi. Mà mình cũng không phải sợ nữa đâu. Bọn cho vay nặng lãi, nó cũng bị công an bắt hết rồi. Mình tỉnh lại đi mình. Mình tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mình. Mình tỉnh rồi. Ôi, mình tỉnh rồi. Vợ tôi tỉnh rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, vợ tôi tỉnh rồi. Vợ tôi tỉnh rồi. Anh gọi cho tôi làm gì? Sao? Vợ anh tỉnh rồi hả? Được, tôi sẽ đến. Ừ, nửa tiếng nữa để đón chị đi Cao Sơn nhé. Không, không phải nói với anh đâu, chị đi một mình. Ừ. Tại sao lại ra nông nỗi này? Sao ông dám tàn nhẫn? Ông làm một việc thất đức như vậy. Tôi cũng nợ nần nhiều quá cho nên mới làm như thế. Ông cờ bạc, rượu chè, làm tan cửa nát nhà cũng chưa đủ hay sao? Mà ông lại còn lấn khổ bao nhiêu người nữa. Thì tôi cũng ân hận lắm. Ông nói câu ân hận này bao nhiêu lần rồi, ông có nhớ không?